chín rồi. Ừ, chín ở ngoài rồi, được được được. Rồi, nó mới ngọt á. Chỉ nó ngọt, bây giờ để cho tôi tém cái này. Hơi lâu rồi. Tém đâu, làm gì đâu, chưa tém. Ừ, đã chưa vừa tém rồi. Giờ cá này bây giờ mình hơi nướng. Quá trời, ngọt rồi. Được. Rồi, ngọt. Giờ vô nè, 2, 3, vô. Ngọt. Ngon rồi, cái vị nó sao chạy, không ra ngon mà. Đó, nãy giờ mình ăn uống với bãi xong rồi cả nhà ơi, bây giờ mình quay lên chợ Hà Tiên nè, mình đi vòng vòng để mình kiếm thêm mới đồ ăn để mình mua đặng mình xuống bãi bãi tắm cả nhà, mình xuống đi mình tắm rồi mình ăn luôn nha. Hiện tại bây giờ mình đang ở chợ Hà Tiên nha. Đó, ở đây thì có mình mua xong rồi người ta có chế biến cho mình luôn nè. Có cơm chiên nữa. Cơm chiên trứng.
tại nhóm mình mới vừa tắm biển xong rồi mọi người, mệt quá. Giờ mình với nhóm mình sẽ quay lại cái điểm hồi trưa, đặng mình làm đồ ăn, mình ăn uống sạch nữa rồi mình về nghe mọi người. Nói chung mà tắm biển lên cũng đuối quá, mình cũng buồn ngủ quá mọi người. Ở đây mình nghỉ ngơi chứ, mình ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi mình về nghe mọi người. Đó, mở bụng nó ra. Bây giờ mình cắt cái cam này ra làm hai nha mọi người. Nó trong bụng nó có gì đâu. Không, chỗ này nó không có gì cho qua cá cam nó ngon mà được, nó có nó ra ngoài. Em xuống biển á. Không có phải rửa mới được. Rửa được. Này em đi làm vậy nè. Không có đem xuống rửa mà được. Thì em đi ra game làm dưới biển cho vui. Con được rồi chú nhiều. Thôi hai con được. Bỏ đầu lòng á trời. Không à, con cá này nó mổ ra là nó không có gì cho con xuôi ơi. Cắp cái gì? Ờ, cả luôn. Đồ lòng. Nào, nó có gì vậy? Thôi, để tôi rửa. Nè, lấy cái quịch xuống mổ bụng luôn đi. Vậy. Dạo ăn mấy con? Hai con đi. Hai con với con kia phải không? Không. Hai con này đi. Cá cam với con cá kia thôi. Ừ, con cá cam với con cá gì đó. Ừ, hai con. Cái quịch này nè, cái này nước ngon lắm. Rồi lỡ bỏ bụng hai con rồi bà rửa sạch đi rồi lấy hai con thôi, con ấy được rồi. Đây giờ Trung nó sẽ xuống biển không được đâu Trung ơi. Có nước cái này cát mà. Lên bờ kè luôn á. Dưới đây cát không à. Rửa hai cá cam nha mọi người. Bỏ đi. Thôi. Cam mà cái gì? Thôi. Đây mọi người, giờ mình nêm như vậy với xả mình lót dưới đít nè. Rồi mình để cá lên làm hấp. Luộc luôn. Xả đó, mình cắt cho làm hai nha mọi người, làm hai mình bỏ lên trên hấp là xíu một con này. Tính con này con kia không đủ rồi nha, ngon luôn. Đó, giờ mình cắt. Hồi nãy không ướp đá ha, ướp đá để dùng mới quên. Nắp được không? Hiện tại bây giờ cũng khoảng 4 giờ mọi người. Mình với gia đình ở đây giờ chuẩn bị ngồi ở đây mình ăn uống. Khoảng một chút xíu nữa thì hoàng hôn sẽ xuống, nó rất là đẹp nha mọi người. Đây, trời nó còn chút xíu nữa sẽ xuống nên nó hình nó có hoàng hôn nha. Đó, mọi người thấy cái dạng núi xa xa phía đằng kia đó. Màu đó, dài thì dài đó, cái đó là đảo Phú Quốc nha mọi người. Đó, còn đây là mình xa xa đó là đảo Hải Tặc. Có cái hàng trụ điện để kéo ra ngoài đảo đó mọi người. Chiều mà ngồi ăn ở đây thì mát mẻ nha. Một chút sẽ có cảnh đẹp cho mọi người xem luôn. Mà ăn thôi sao. Ghê vậy mà ngon hơn này nữa ơi. Tiết mục buổi chiều là cá cam nướng luôn nha mọi người. Có mang hay được. Nướng quá. Nè ba con của em hay được nữa kìa. Đi xuống đây còn dư nè. Tui lớn rồi. Loại này có gì đâu, lý thú. Rồi. Rồi vô đi. Đại vô ơi, 2, 3, vô. Vô kỹ trời. Cắt chiều quá nha. Ăn cơm chiều cái về nha mọi người. Đây cho tao quay cái nào ơi. 2, 3 lên đây. 2, 3, vô. Bạn làm cho tao quay trời. Cái tim má này, cái tim luôn hả? À. Mày nói nhờ ơi, quá. Ngọt ơi. Ghé ngay giữa rồi đi. Cái cam nha. Hồi dưới này nó mới béo. Nó bụng nó chín rồi đó. Cá cam nha cả nhà. Ngon dai luôn. Cá tư nó cá nào cũng như vậy vậy.
Cá giá là. Thì cả nhà giờ mình thấy cá bè quật mình nướng nha cả nhà. Con cá bè quật này là nó ngon, nó béo lắm nha. Nó giá trị cao lắm, nó mắc gấp đôi con cá cam đó. Nó là có 140 kg. Cá cam thì có 70. Giống trời. Không mà cá này ngon quá. Béo Giờ ăn không nó mới có cái vị nhiều nhiều quê hổ chấm vậy chân á. Giờ mà đã gấp tức quá. Cá bè vịt bè quýt nghe cả nhà. Ăn không nước ngọt thì nó hơi có cái vị ngọt thịt thôi chứ nó không ngọt gắt nữa. Dai dai nè. Béo không có mà nó dai dai, nó hơi ngọt quá. Hơi ngọt quá. Mà nó béo nhiều quá. Hơi ngọt quá. Béo không có rồi, chắc nó không bằng cái bụng của con cá chim. Cái bụng của nó gấp hai cái bụng nó xong mới chín rồi đó. Tôi ăn có sao tôi nói vậy quá. Ngon nó ngon dở nó dở đó. Cái bụng nghe nha. Gấp nửa con nữa mới biết, quan tâm mới biết trong rồi. Béo. Không thấy thịt sao chứ cá này ăn thịt nó cũng béo mà nó bùi bụng, nha. Bụng mà nó béo mà nó hơm nó bùi đúng rồi. Không nó bùi. Cái bụng nó béo mà nó hơm nó bùi đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ăn nó bụng chứ á. Chứ nè con. Thấy gọi nó vừa. Ăn thêm lớp da đi chắc nó dai dai, dai nữa. Không mà nó bùi. Không cái bụng đã lắm. Trên này chín nè. Không mà nó bùi. Không mà cái bụng nó ngon lắm ơi. Ngon, nhất khác. Không, mà cá này ăn nó hơi bùi hơn, không phải như cá sáng còn cá. Cái bụng nó à. Nó bùi nè, nó dai dai mà nó thơm ngon nữa. Còn cá sáng mà ăn nó béo quá. Không bùi. Ngon, béo. Nó gan cá. Nói chung là nó cái vị bùi là nó chiếm phần trăm nó cao hơn đó. Đúng rồi. Đó, đã rồi. Rồi. Cái phần này nè, cái phần này là về đây nè ha. Là ăn là ngon nhất nè. Đó. Hai ăn không cho ăn thằng này à? Nó hơi dẻ cả nhà. Mình dưới đây nó hơi dẻ. Con thằng này chưa cho ăn đâu. Mình dưới đây là nó bếp nè, từ đây vậy nè. Đó. Còn này là ăn là nó bị mùi, nó béo. Tại bây giờ nhóm mình ăn cũng gần xong rồi nghe mọi người. Bây giờ mình cũng chuẩn bị lên xe mình về nha. Mình cũng xin kết thúc video clip tại đây luôn nha mọi người. Mọi người xem video thấy hay thì nhớ bấm đăng ký, bấm nút like để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Chào cả nhà.